Hôm trước chúng ta đã nói xong cái chủ đề số 3 là cái chủ đề cho thời gian bắt Kem đi tìm số lần n. Cho chúng ta một khoảng thời gian delta t bắt chúng ta đi tìm số lần n. Phương pháp làm của nó là như sau. Ta phải phân tích cái khoảng thời gian delta t đó xem nó bằng bao nhiêu lần chu kỳ, đúng không Kem? Ta phải đi tìm cái delta t nó xem nó bằng mấy lần chu kỳ. Rồi sau đó chúng ta vẽ trục thời gian. Từ cái trục thời gian đó ta sẽ xác định được số lần n nó bằng bao nhiêu. Đó gọi là bài toán xuôi. Chúng ta đã làm ở chủ đề số 3. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái bài toán ngược. Bài toán ngược là gì? Bài toán ngược là người ta sẽ cho chúng ta số lần. Chơi game, người ta sẽ cho chúng ta số lần. 5 lần, 7 lần, 1.000 lần, 2.000 lần. Và người ta bắt chúng ta đi tìm thời gian t. Đó là bài toán ngược. Thì để giải được bài toán này thì chúng ta nhìn vào cái mục số 4, tức là cái chủ đề 4. Cái phương pháp thầy đưa ra là như sau. Đây, cái chủ đề 4. Tìm thời điểm vật đi qua vị trí có ly độ ít lần thứ n. Nhất là xác định ly độ và dấu của vận tốc ở thời điểm ban đầu, tức là em phải đi tìm ít và dấu của v. Tức là em phải cho là khi t bằng 0 thì x bằng bao nhiêu và v âm hay v dương. Đó là cái bước 1. Được chưa các em? Người ta bảo là xác định ly độ và dấu của vận tốc là em cho là và thời điểm ban đầu là t bằng 0 thì em vào cái phương trình x em sẽ tìm được x bằng bao nhiêu đó và em sẽ tìm được v âm hay v dương tùy thuộc vào cái phi của mình là âm hay dương. Đó là xong bước 1. Bước thứ hai là chúng ta cùng nhau đi phân tích. Chúng ta cùng nhau đi phân tích. Và chúng ta nhìn vào hai cái ví dụ thầy cho này. Ví dụ như người ta yêu cầu mình xác định nó đi qua vị trí nào đó 99 lần. Thì em sẽ phân tích một chu kỳ thì nó sẽ đi qua cái vị trí x đó là 2 lần. Vậy là 49 chu kỳ thì nó sẽ đi qua 98 lần, đúng không em? Một chu kỳ đi qua 2 lần. Vậy là 49 chu kỳ thì nó sẽ đi qua 98 lần. Vậy là bây giờ nó còn thiếu mấy lần nữa Cam? Còn thiếu duy nhất một lần nữa. Và ta chỉ cần tìm thời gian một lần đó bằng cách là ta Cam vẽ trục sơ đồ ra. Vậy là bài toán ví dụ thứ nhất là 99 lần thì em đưa về bao nhiêu lần Cam? Đưa về 98 lần. Đúng chưa? 98 lần là tương ứng với 49 chu kỳ đó. Và em sẽ đi tìm thời gian một lần nữa là đủ. Và thời gian một lần đó em sẽ vẽ trục. Còn nếu như bài toán người ta yêu cầu mình xác định nó đi qua vị trí đó 100 lần. 100 lần thì chúng ta làm một chu kỳ thì nó đi qua vị trí x đó 2 lần. Vậy là 49 chu kỳ thì nó đi qua 98 lần, đúng không Cam? Vậy là 100 lần mà bây giờ nó đi qua 98 lần rồi, vậy là bây giờ nó còn thiếu mấy lần nữa? 2 lần nữa. Như vậy là cái chủ yếu, cái mấu chốt của cái bài toán này là như sau này. 99 lần thì em đưa về 98 lần. 100 lần thì em cũng đưa về 98 lần. Cho nên chúng ta mới có một cái quy ước như thế này nha các em nhé. Chúng ta sẽ đưa nó về cái số chẵn, số 98 là số chẵn này. Ta sẽ đưa nó về số chẵn gần cái số đó nhất nhưng mà phải nhỏ hơn. Ví dụ số 99 thì có hai số chẵn gần nó là số 98 và số 100. Nhưng em phải chọn số 98 tại vì số 98 là số chẵn gần nó nhất và phải thỏa mãn thêm điều kiện là phải nhỏ nhỏ hơn và nhỏ hơn số 99. Còn nếu em chọn 100 là nó lớn hơn 99 mất rồi. Được chưa? Vậy phương pháp là như thế à. Còn 100 lần là em đưa về số 98 là đúng rồi. Em không thể nào đưa về 102. Nếu em đưa về 102 thì nó lại vi phạm là lớn lớn hơn. Được chưa? Tại sao không được đưa về 100 vậy thầy? Tại sao không được đưa về 100 hoặc là tại sao không giữ lại số 99 thì lát nữa chúng ta làm bài tập ta mới thấy. Ta không thể nào ta để 100 được, người ta nói 100 lần thì em nói là nó tương ứng với 100 chu kỳ. Xong. Có nhiều bạn nói vậy, lý luận vậy. Tại vì thầy vừa nói với các em mà một chu kỳ, ví dụ như chúng nó là một chu kỳ thì nó đi qua 2 lần, vậy là 100 lần thì nó tương ứng với 50 chu kỳ. Vậy là ta thì cần 50 chu kỳ là xong, bài toán của mình như vậy là kết thúc. Nó đơn giản quá đúng không? Nhưng không làm như thế được. Tại sao ta không được giữ 100 mà ta phải đưa về 98? Thì lát nữa các em sẽ thấy sau khi chúng ta vẽ sơ đồ thời gian ra, các em làm một bài mẫu thì các em mới thấy là tại sao thầy phải đưa về nhá. Rồi vậy bây giờ thầy tóm lại những cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý nè. Đầu tiên, cái bước đầu tiên là người ta cho chúng ta số lần là số 99 lần hay số 100 lần đó thì ta phải đưa số 99 là số 100 nó về số chẵn gần nó nhất. Được chưa? Nhưng mà phải nhỏ hơn nó. Ví dụ 99 là phải đưa về 98 chứ không được đưa lên 100.
hoặc là số 100 thì phải đưa về số chẵn giờ nó nhất là số 98. Sau đó áp dụng công thức, cứ một chu kỳ, áp dụng nguyên tắc là cứ một chu kỳ thì nó đi qua hai lần. Vậy 49 chu kỳ thì nó sẽ đi qua 98 lần. Thì tức là lúc này nó sẽ còn thiếu một lần, tức là nó sẽ còn thiếu hai lần, và chúng ta đi tìm thời gian một lần, thời gian hai lần bằng cách là chúng ta vẽ sơ đồ thời gian ra. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái ví dụ thứ nhất, tức là chúng ta sẽ làm câu 37. Câu 37 nha cả lớp. Một vật dao động điều hòa với phương trình x là bằng 8 nhân cos của 2bt. Thời điểm đầu tiên vật đi qua vị trí cân bằng. Người ta nói thời điểm đầu tiên vật đi qua vị trí cân bằng, tức là nó đi qua vị trí cân bằng một lần đó, tức là nó vừa đụng vị trí cân bằng, tức là em tính t luôn. Thời điểm đầu tiên, tức là người bảo tính t để vật đi qua vị trí cân bằng. Người ta không nói vật đi qua vị trí cân bằng 5 lần, 10 lần, hay 100 lần, hay 1000 lần, mà người ta chỉ nói là nó đi qua vị trí cân bằng, tức là chỉ đi qua mấy lần các em? Một lần. Vậy bài toán này người hỏi như sau: thời gian bằng bao nhiêu để vật qua vị trí cân bằng? Chỉ cần nó qua vị trí cân bằng, tức là chỉ dưới một lần thôi. Bài toán này thì quá đơn giản, chúng ta chưa cần phải phân tích là bao nhiêu lần nó về số chẵn, tại số 1 mà đưa về số chẵn là không à. Thì thôi, cái này bài toán này chúng ta làm đơn giản nhất là chúng ta vẽ trục lại là xong. Thông thường gặp những bài toán kiểu người ta cho phương trình x này thì các em phải nhanh tay, các em làm cho thầy hai yếu tố luôn, là em phải xác định cho thầy cái a, a đây là bằng mấy nào, 8 cm, a là hệ số đứng trước cos là 8 cm. Sau đó các em tính cho thầy cái chu kỳ t luôn, chu kỳ t thì bằng 2b chia omega, là bằng 2b chia b là bằng mấy giây đây, 1 giây, được không? Bất kỳ bài toán nào chúng ta cũng đều phải đi tìm a và tìm chu kỳ t. Sau đó chúng ta cũng phải luôn luôn có câu là khi t bằng 0 thì. Tại sao? Tại nó rơi vào cái bước 1 đó các em, là chúng ta phải đi tìm x và phải đi tìm chiều của v. Đây, x. Khi t bằng 0 thì ta sẽ đi tìm được cái x, lấy t bằng 0 thay vào đây cho thầy nha các em nha. Lấy t bằng 0 thay vào đây. Thay t bằng 0 vào đây thì đây là cos của 0, cos 0 bằng 1, 1 nhân 8 là bằng 8 cm. 8 cm đó chính là bằng cộng gì? Cộng a. Mà khi nó nằm ở vị trí cộng a, tức là nằm ở vị trí bên này này, bên này là cộng a, bên này là trừ a, khi nó nằm ở vị trí cộng a là nằm bên kia thì nó chỉ đi về bên này thôi, tức là chỉ đi theo chiều âm. Để chơi các em, bài toán này đúng ra ta phải phân tích là bao nhiêu lần này là bằng số chẵn nhỏ đó nhất, nhưng mà đây chỉ có duy nhất có một thôi nên ta khỏi cần phân tích, bỏ qua bước phân tích, vẽ trục lên là xong. Trừ a, 0 và cộng a. Được chưa em? Và chúng ta nhìn nè, chúng ta bắt đầu biểu diễn nha. Người ta nói là vào thời điểm ban đầu là khi t bằng 0 này, thì nó nằm ở ngay cái vị trí là 8 cm. Vào thời điểm t bằng 0 thì vào nằm vị trí 8 cm. Và 8 cm này chính là vị trí cộng a, nó nằm ngay đây nè các em. Nằm ngay đây. Và khi nằm đây thì nó chỉ có một con đường để nó đi thôi, tức là nó đi về bên tay trái của các em á. Và nó phải đi cho đến khi nào nó đi qua vị trí cân bằng ô này em. Ô này chính là vị trí cân bằng của các em á. Được chưa? Vậy nó sẽ chạy. Chạy, 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 chạy. Rồi, nó đụng tới vị trí cân bằng rồi. Đây, đây chính là vị trí cân bằng của các em. Vậy là cái thời gian của các em cần tính, đây chính là thời gian của em đây. Từ cái vị trí này em suy được là T chính là bằng thời gian để nó đi từ vị trí A tới vị trí O. Mà thời gian đi từ A đến O là T trên mấy các em? T chia 4 là 1/4 chu kỳ á. Mà T của em là 1, tức là bằng 1 chia cho 4 là bằng 0, mấy đây? 0,25 giây. Đáp số của các em là 0,5. Câu 38. Một vật dao động điều hòa với phương trình x thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng lần thứ 3. Ở đây nó chỉ cần đi qua vị trí cân bằng, tức là chỉ lần thứ nhất thôi. Bây giờ người ta yêu cầu các em nó đi qua vị trí cân bằng lần thứ 3. Rồi, chúng ta xử lý nha. Câu 38. Phương trình x bằng 10 cos
2 pi t cộng y trên 4. X bằng 10 nhân cos 2 pi t cộng y trên 4. Thời điểm vật qua vị trí cân bằng lần thứ 3, t bằng bao nhiêu để nó sẽ qua vị trí cân bằng, tức là x bằng 0 lần thứ 3. T bằng bao nhiêu để vật đi qua vị trí cân bằng x bằng 0 lần thứ 3? Thì với bài toán này thì chắc chắn các em cũng phải xác định cho thầy cái A. Đây tôi có thể quên xác định này. A của mình là bằng mấy đây các em? A bằng 10 này. Chu kỳ T là bằng bao nhiêu các em ha? T bằng 2B trên 2B là bằng 1 giây này. Tức là ta sẽ tính được cái này. A là bằng 10, T bằng 1 giây. Tức là xong được cái này. Chắc chắn là chúng ta cũng phải nói là khi T bằng 0, tức là vào thời điểm ban đầu T bằng 0 thì điều gì xảy ra đây? Thì chúng ta đưa vào. Khi T mà bằng 0 thì chúng ta đưa vào đây nha các em nha. Khi T bằng 0 ta thay vào đây, ta sẽ có được cái x 10 nhân cho cos của cái này là không bỏ này, cos của pi trên 4, cos pi 4 là căn 2 trên 2, 10 nhân căn 2 trên 2 là bằng 5 căn 2. 5 căn 2 đó chính là bằng a căn 2 trên 2. Được không các em? Và chúng ta nhìn vào cái này là phi dương này, phi dương tức là V của nó sẽ làm sao đây? V âm, mở ngoặc là V. V phi dương. Vậy là ta xong cái khi này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích. Đúng ra thì cái này nó cũng chỉ là 3 lần, ta đếm trên đầu ngón tay á, thì ta không cần phân tích cũng được. Tại vì chúng ta vẽ ra là ta cũng sẽ thấy. Nhưng mà thôi bây giờ chúng ta cứ làm theo cái mẫu. Tại vì lát nữa các em sẽ lên tới 2001 lần, các em sẽ lên tới 2000 lần thì chúng ta không thể nào là vẽ tôi đã đếm được. Bây giờ ta sẽ tập luôn cách phân tích là 3 lần này. Thì ta phải đưa nó về số chẵn gần nó nhất. Nhưng phải nhỏ hơn nó thì chỉ có thể là mấy lần thôi? 2 lần. Và cộng thêm mấy lần nữa các em? Cộng thêm một lần nữa. Được chưa? Từ đó suy ra thời gian. Thời gian để đi được 3 lần đó chính là T. Được không các em? Thời gian đi được 3 lần chính là T. Ở đây, bài toán này đi qua vị trí cân bằng ô. Thầy nhắc lại lần trước, trong buổi học trước thầy đã nói với các em là trong một chu kỳ thì nó đi qua tất cả các vị trí là 2 lần, tức là một chu kỳ thì nó sẽ đi qua vị trí 2 lần, riêng vị trí cộng a và vị trí trừ a, tức là riêng hai vị trí cộng a và trừ a thì một chu kỳ nó chỉ đi qua mấy lần thôi các em? Một lần. Các em lưu ý cho thầy nhá, trong một chu kỳ nó đi qua tất cả mọi vị trí là 2 lần, trong đó có vị trí cân bằng ô, riêng vị trí biên cộng a và vị trí biên trừ a là nó đi qua mấy lần em? Đi qua một lần là thôi. Vậy là bài toán này là đi qua vị trí cân bằng, tức là đây, vậy là nó sẽ đi qua mấy lần các em? 2 lần trong một chu kỳ. Vậy đây là bài toán, đây cái này là 2 lần thì tức là tương ứng với mấy chu kỳ đây? Tương ứng với một chu kỳ. Các lớp rõ chưa? Do đây là vị trí cân bằng ô, đây x bằng 0 này, tức là nó không rơi vào cộng a, nó không rơi vào trừ a, tức là một chu kỳ đi qua 2 lần. Vậy điều đó có nghĩa là 2 lần tức là một chu kỳ. Vậy là ở đây còn thiếu thời gian mấy lần nữa các em? Thời gian một lần nữa. Đúng chưa các em? Vậy là nó còn thiếu thời gian một lần nữa. Và em muốn tìm được cái thời gian một lần này, bắt buộc em phải vẽ hình ra. Từ đó suy ra T nhỏ sẽ bằng một chu kỳ T cộng cộng với thời gian một lần. Rồi, thời gian một lần là gì nha? Ta vẽ hình. Rồi. Vẽ hình ta biểu diễn là khi t bằng 0 này, chúng ta vừa nói khi t bằng 0 thì nằm ở vị trí là 5 căn 2, tức là a căn 2 trên 2. Nếu em chia đôi này ra thì vị trí này là a trên 2. Cái chỗ này chính là a căn 2 trên 2 của em. A căn 2 trên 2. Được chưa các em? Và nó đi theo chiều gì đây? Nó đi theo chiều âm là đây. Và bây giờ là nó phải đi qua vị trí cân bằng thêm mấy lần em? Một lần. Đây. Được chưa em? Một lần chính là đây. Nó đi tới đây là đụng một lần rồi này em này. Được chưa? Cái này là một chu kỳ, tức là một vòng tròn. Đây. Nếu như mà thầy vẽ một cách chính xác hơn thì thầy biểu diễn cho các em nè. Thầy biểu diễn một chu kỳ. Đây. Vậy là nó kết thúc một chu kỳ rồi đúng không các em? Đây. 3 lần tức là bằng 2 lần cộng một lần. Vậy là thời gian T của nó chính là bằng một chu kỳ cộng với thời gian một lần.
Một chu kỳ ở đây này em, nó bắt đầu từ Argentina, nó chạy tới vị trí trừ A, chạy về vị trí cộng A và nó trở về đúng vị trí Argentina là nó kết thúc một chu kỳ rồi. Và khi nó kết thúc một chu kỳ này rồi, nó mới chỉ đi được có mấy lần thôi, chỉ đi được có 2 lần thôi. Đây, kết thúc một chu kỳ và nó chỉ đi được 2 lần, vậy nó còn thiếu 1 lần nữa. Vậy nó thiếu 1 lần nữa em xem nó chạy nè, muốn thiếu thiếu 1 lần nữa nó chạy từ đây này. Được chưa? Vậy ở đây có phải đụng 1 lần không? Khi nó chạy tới đây tức là nó sẽ đụng đụng 1 lần. Vậy ta sẽ thấy ngay là thời gian 1 lần chính là bằng thời gian để nó chạy từ đâu đây các em? A căn 2 trên 2 cho tới vị trí nào? Cho tới vị trí cân bằng ô. Chúng ta soi lên cái sơ đồ thời gian. Khi nó đi từ A căn 2 trên 2 tới ô thì nó mất khoảng gian là T trên mấy đấy? T trên 8. Vậy cái này nó chính là T cộng với T trên 8 là bằng 8T cộng 1T là 9T phần 8. 9T chia cho 8. Mà T của em bằng mấy giây đây các em? T bằng 1 và 9 nhân 1 chia 8 là 9 phần 8. Đây đã là số của các em. T 1 lần của mình là đây. Đầu tiên là cho T bằng 0, sau đó đi phân tích số lần. Nhưng mà bài toán này cái khó và cái mà các em cần phải lưu ý đó là gì? Đó là thế này các em. Ví dụ cái này là 3 lần thì bằng 2 lần cộng 1 lần. Và 3 lần ứng với thời gian T, 2 lần là ứng với một chu kỳ, nhưng sẽ có nhiều bài toán là 2 lần này sẽ là ứng với 2 chu kỳ. Các em lưu ý nhá, sẽ có nhiều bài toán 2 lần này ứng với 2 chu kỳ. Tại vì ở đây là vị trí x bằng 0 là nó không rơi vào vị trí cộng a, không rơi vào vị trí trừ a, cho nên là một chu kỳ đi qua 2 lần, vậy là 2 lần là một chu kỳ. Chứ còn nếu như bài toán này mà người ta yêu cầu đi qua vị trí x là bằng 10 á, 10 tức là chính là bằng a, thì là một chu kỳ đi qua 1 lần, vậy là 2 lần này ứng với mấy chu kỳ em? Ứng với 2 chu kỳ thì nó lại khác nữa. Thì những cái bài toán kiểu đó ta sẽ gặp nó ở phần sau. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài mẫu số 3. Câu 39. Đó, các em thấy chưa? Cái vị trí biên là một chu kỳ, nó chỉ đi qua duy nhất 1 lần thôi nha các em nha. Câu số 39 này. Một vật dao động điều hòa với phương trình x là bằng 4 nhân cho cos của 2 pi nhân t trừ cho pi cm. Từ đây chúng ta sẽ nhanh tay ta xác định được ngay là A của mình sẽ bằng 4 cm. Chu kỳ T của mình là bằng 2π trên 2π là bằng 1 giây. Vật đến biên dương lần thứ 5 vào thời điểm nào? Tức là người ta hỏi chúng ta là T bằng bao nhiêu để vật tới. Vật tới biên dương tức là tới gì? Cộng a. Biên này có hai biên là biên âm là trừ a, biên dương là cộng a. Lần thứ bao nhiêu các em? Lần thứ 5. Hỏi rằng t bằng bao nhiêu để vật đi tới vị trí biên cộng a lần thứ 5. Đây các em lưu ý chỗ này nha, biên cộng a lần thứ 5. Rồi. A và T, AT xong. Bây giờ tới cái dấu chấm đầu tiên là khi T bằng 0. Khi T bằng 0 thì điều gì xảy ra? Thì ta sẽ tìm ngay được cái thay T bằng 0 vào đây đi các em. Thay T bằng 0 vào đây thì x sẽ bằng 4 nhân cos của pi, cos của trừ pi. Chúng ta biết là cos của ở bi hay là cos của trừ bi thì ra trừ 1, trừ 1 nhân 4 là trừ 4 cm. Mà trừ 4 chính là bằng trừ gì đây Cam? Bằng trừ A. Mà khi nó nằm vị trí trừ A tức là nằm ở bên tay trái em á, thì nó chỉ đi theo một con đường thôi, đó là đi theo chiều dương. Được không Cam? Sau đó chúng ta cùng nhau đi phân tích là 5 lần thì đưa nó về cái số chẵn gần nó nhất, tức là sẽ bằng 4 lần cộng với mấy lần đây? Cộng với 1 lần. 5 lần thì bằng 4 lần cộng với 1 lần. Từ đó suy ra đi 5 lần là ứng với thời gian là t. Tại vì người ta hỏi là thời gian bằng bao nhiêu để vật đi tới vị trí này lần thứ 5 tức là 5 lần. Tức là đi 5 lần là ứng với thời gian t thì bằng. Ở đây các em nhìn này.
lúc nãy chúng ta nói là hai lần là một chu kỳ, vậy là về nguyên tắc chỗ này mà chúng ta bốn lần thì tức là hai gì, hai chu kỳ. Nhưng mà bây giờ các em làm như vậy là các em sẽ sai, sai ngay lập tức, tại vì bây giờ nó đang ở vị trí là cộng a. Mà nó ở vị trí cộng a thì chúng ta đã biết rồi, ở từ chủ đề 3 là ứng với vị trí cộng a hoặc là vị trí trừ a thì một chu kỳ nó chỉ đi qua mấy lần đó các em? Đi qua một lần. Một chu kỳ nó chỉ đi qua một lần, vậy có nghĩa là gì? Cái này là bốn lần thì không phải là hai chu kỳ đâu, mà nó sẽ là mấy chu kỳ? Bốn chu kỳ. Và lúc nãy thầy mới dạ mới nói xong cái cho cái nhóm lúc nãy, bạn kia lên tiếng mà nó là cái này là bốn lần nè, là bốn chu kỳ này, vậy cái này một lần nữa là một chu kỳ. Ok, nói vậy nghe có vẻ là rất là ok đúng không các em? Nhưng mà thực ra cái này là nó không ok một tí nào cả. Nghe có vẻ suông, bốn lần là bốn chu kỳ, vậy thì đây một lần là một chu kỳ là sao? Nhưng mà tại sao bốn lần là bốn chu kỳ thì đúng, nhưng còn đây là một lần là một chu kỳ lại sai? Thì bây giờ chúng ta muốn biết tại sao đúng hay sai thì chúng ta sẽ nhìn lên trên bảng. Ta vẽ cái sơ đồ thời gian ra. Cái thời gian này thầy gọi là thời gian một gì đây? Một lần. Và ngoặc với cái T một lần nó sẽ bằng. Rồi chúng ta nhìn nha, cái T một lần nó sẽ bằng bao nhiêu nha. Vẽ thầy cái trục. Vị trí này là vị trí trừ A này. Vị trí này là vị trí O. Vị trí này sẽ là vị trí cộng A. Nào ở đây nha các em. Chúng ta vừa nói là vào thời điểm T bằng 0. Vào thời điểm T bằng 0 thì vật nằm ở vị trí trừ 4, tức là vị trí A là nằm ngay đây này. Được chưa? Và khi nằm ở đây thì nó chỉ có đi qua bên tay phải của các em thôi. Nó xuất phát thế này. Và nó sẽ chạy là các em xem nó chạy chạy tới đây. Sau từ đây nó vòng về đây. Khi nó vòng vào đây là nó bắt đầu một quá trình là nó quay đầu á các em. Về rõ ràng là các em thấy, rõ ràng là các em thấy là gì? Một chu kỳ đã hết, tức là nó đã đi được một chu kỳ. Và em thấy là sau một chu kỳ thì nó chỉ đụng vị trí cộng A có duy nhất một lần. Đúng không các em? Đây, nó đụng cái là nó quay đầu luôn, tức là nó chỉ đụng có duy nhất có một lần thôi, nó chạm cái là nó bật lại liền. Vậy có phải là khi nó đi qua vị trí cộng A và sau này cũng vậy, nó đi qua vị trí trừ A thì một chu kỳ nó chỉ đi qua một lần. Vậy cái này là bốn lần, tức là bốn chu kỳ. Được chưa? Và bây giờ nó còn thiếu mấy lần nữa các em? Thiếu một lần nữa. Sau một chu kỳ thì nó quay trở về đúng cái vị trí trừ A. Sau hai chu kỳ nó cũng quay trở về đúng vị trí trừ A. Sau bốn chu kỳ nó cũng trở về đúng cái vị trí trừ A. Và bốn chu kỳ là bốn lần, nó thiếu một lần. Và thiếu một lần nữa nó chỉ chạy như này là xong. Đúng không các em? Thiếu một lần nữa là nó chỉ cần đụng vị trí cộng A một lần thôi thì nó từ trừ A này nè em. Nó chạy một cái là tới đây là đụng vị trí cộng A rồi, là đủ một lần rồi. Đúng không các em? Vậy là thời gian một lần chính là bằng thời gian để đi từ vị trí trừ gì? Trừ A tới vị trí gì đây? Cộng A. Từ trừ A này tới vị trí cộng A này là đủ một lần rồi. Và từ đây tới đây là mất T trên mấy đây? T trên 2. Vậy là đây nó sẽ là bằng 4T cộng với T trên 2 là bằng 4,5T. Mà T mình bằng 1 tức là bằng 4,5 giây. Đáp số của các em đây. Lần á, nó không phải là một chu kỳ, mà một lần nó chỉ bằng cả bao nhiêu chu kỳ là đủ á, nửa chu kỳ đó. Nó chạy tới đây, đây là đủ rồi. Và thầy muốn các em nhớ cái điều này. Thông thường thì một chu kỳ thì nó đi qua vị trí hai lần, nhưng một chu kỳ nó sẽ đi qua bốn bốn cái dấu hiệu sau một lần duy nhất thôi. Thầy sẽ cho các em ghi chú ý này nha. Một chu kỳ đi qua một lần khi nào? Hai chấm. Thứ nhất đó là đi qua cộng a, là một chu kỳ đi qua một lần. Thứ hai trừ a, là một chu kỳ đi qua một lần. Còn thêm hai cái dấu hiệu nữa mà các em cần phải lưu ý, lát nữa các em sẽ gặp thôi, đó là có chữ chiều âm. Đó là có chữ chiều dương. Em lưu ý nha. Thầy thầy đọc lại thầy con cái màn hình con nó bị khuất cái dòng đầu tiên ấy. Một Một tê đi qua em. chu kỳ nó chỉ đi qua một lần, tức là một chu kỳ nó chỉ đi qua một lần khi và chỉ khi nó rơi vào bốn trường hợp đặc biệt sau. Đây, một chu kỳ đi qua một lần khi hai chấm cộng a, tức là đi qua vị trí biên dương, trừ a, tức là đi qua vị trí biên âm, và có thêm cái chữ là chiều dương nha.
có chữ chiều dương, có chữ chiều âm. Lát nữa các em sẽ gặp cộng a trừ a chiều dương chiều âm có một trong bốn cái chữ này, tức là một chu kỳ nó chỉ đi qua một lần. Đây, đây là cộng a, vậy là một lần, được không? Nếu như người ta nói là đi qua vị trí cân bằng O nhưng mà lần thứ năm theo chiều âm, tức là có chữ chiều âm, vậy thì cũng chỉ là mấy lần, một lần thôi. Em lưu ý chỗ này nha. Bây giờ ta nói tiếp cái bài tiếp theo. Tới câu tiếp theo là câu số 40. Bây giờ là nó tới 2009 lần luôn. Một vật dao động điều hòa với phương trình x bằng 4 nhân cos của 4 πt cộng pi trên 6. Thời điểm thứ 2009, vật đi qua vị trí x bằng 2. Người ta nói là thời điểm thứ 2009, vật đi qua vị trí x bằng 2. Thì thầy có thể đổi ngược lại là thời gian bằng bao nhiêu để vật đi qua vị trí x bằng 2 lần thứ 2009. Thì câu nói đó với câu nói ở trên này là như nhau. Tức là người ta cũng bắt chúng ta tính T để vật đi qua vị trí x bằng 2 lần thứ 2009 mà thôi. Nhân cốt mở ngoặc là 4πt cộng với pi trên 6. Từ đây thầy mới suy ra được hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là A. A là hệ số chiếc cốt là 4cm. Yếu tố thứ hai là thầy tính được chu kỳ T. T là bằng 2π chia omega, là lấy 2π mà chia 4π được 0,5 giây. Vậy là em tính được chu kỳ T và em tính được biên độ A. Bây giờ người ta hỏi này, thời gian bằng bao nhiêu để vật qua x bằng 2cm. Chúng ta phân tích luôn đi các em. A của các em bằng mấy đây? A của các em là bằng 4. Mà cái này là 2cm. 2cm chính là bằng A trên mấy đây? Bằng A trên 2. Thời gian T bằng bao nhiêu để vật đi qua vị trí 2cm lần 2009, đi qua vị trí lần thứ 2009. Rồi, bước đầu tiên là xác định AT ta đã làm xong. Bước thứ hai là kem cho thầy cái dấu chấm là khi T bằng 0. Được chưa các em? Tức là các em xác định là khi T mà bằng 0 thì điều gì sẽ xảy ra? Thay T bằng 0 vào đây cho thầy. Khi T bằng 0 thay vào thì ta sẽ có được cái x nó bằng bao nhiêu nào? T bằng 0 thay vào đây là 4 nhân cos của pi trên 6. Cos pi trên 6 tức là cos của 30 độ là căn 3 trên 2. Đúng không các em? Căn 3 trên 2 mà nhân cho 4 thì nó ra là 2 căn 3. Mà chúng ta cứ nhìn thấy căn 3, ta sẽ nghĩ ngay đến A. Căn 3 trên 2. Ta cứ nhìn thấy căn 3 là biết ngay nó là A căn 3 trên 2. Ta nhìn thấy căn 2 là cho nó là A căn 2 trên 2 luôn. Cái này là phi dương. Phi dương thì V sẽ âm. Vì phi dương. Vậy là xong cái bước thứ hai. Cái bước thứ ba là chúng ta cùng nhau đi phân tích. 2009 lần. Thì em sẽ phân tích là bằng 2008 lần cộng với 1 lần. 2008 cộng với 1 là 2009. Từ đây thầy mới suy ra 2009 lần thì người ta bắt mình đi tính T đây. Bây giờ cái này nó sẽ là 2008 chu kỳ hay là chia đôi là 1004 chu kỳ. Vậy các em nhìn nè, người ta yêu cầu nó đi qua vị trí 2cm. Được chưa các em? Các em xem nó có rơi vào một trong bốn cái dấu ở trên này không? Thứ nhất, nó có rơi vào cộng A hoặc là trừ A không?
Các em nhìn nè, a của mình là bằng 4 mà. Nếu như là cộng a thì nó phải là cộng 2, hoặc là nó phải là cộng 4 hoặc là trừ 4. Mà cái này là 2, vậy là nó không rơi vào cộng a nha, nó không rơi vào trừ a. Chúng ta nhìn thấy nó đi qua lần thứ 2009, có chữ chiều âm hay có chữ chiều dương không em? Không, không hề. Người ta chỉ nói là vật đi qua vị trí này lần thứ 2009 mà không hề có chữ theo chiều âm, mà cũng không hề có chữ theo chiều dương. Vậy có nghĩa là gì? Vậy có nghĩa là cộng a không có, trừ a không có, chữ chiều dương không có, chữ chiều âm không có. Như vậy là một chu kỳ đã bị loạn. Vậy là nó là một chu kỳ đi qua 2 lần. Vậy là 2008 lần là ứng với 1004 chu kỳ. Đúng không ca? Nếu như mà chúng ta sợ quên thì chúng ta sẽ ghi là một chu kỳ nó sẽ đi qua mấy lần em? Đó là lý do vì sao mà cái này là nó ra đây, là đây. Và một lần tức là ứng với T1 một lần nữa. Và bây giờ chúng ta muốn tìm được cái T một lần thì chúng ta phải vẽ trục thời gian ra. Trừ A. Không. Trừ A. Không và cộng A. Và thời điểm ban đầu tức là vào thời điểm t bằng 0 thì vật sẽ đi qua vị trí 2 căn 3. 2 căn 3 chính là a căn 3 trên 2 nhé các em nhá. Ở đây là cộng a là em chia đôi nó là a trên 2, vậy thì a căn 3 trên 2 thì cho nó là ở vị trí này. Đây chính là a căn 3 trên 2 thì cho nó ở vị trí này nha các em. Và nó nằm ở đây, nó đi theo chiều gì đây? Nó đi theo chiều âm. Đây. A căn 3 trên 2 và đi theo chiều âm, về đi theo chiều âm tức là nó phải đi về vị trí trừ a. Nó sẽ chạy như thế này. Được không? Nó sẽ đi về vị trí theo chiều âm. Và nó phải chạy qua vị trí gì? Nó phải đi qua vị trí 2 cm. Tức là đi qua vị trí A trên 2 đây. A trên 2 là đây của K. Đây là A trên 2 này. Là ứng với 2 cm này. Được chưa? Và thời điểm ban đầu T bằng 0 thì nó nằm ở vị trí A căn 3 trên 2 là đây. Và nó phải đi theo chiều âm là đây. Đi theo chiều âm tức là đi về chiều A là đây. Là thời điểm T bằng 0 nó nằm ở vị trí này và đi theo chiều này. Và người ta yêu cầu nó phải đi qua vị trí 2 cm là đây. 2 cm mà chúng ta vừa nói là A trên 2 là đây. Vậy em sao nó chạy một chu kỳ này? Hết một chu kỳ rồi đó các em. Vậy rõ ràng là các em thấy là một chu kỳ nó sẽ đi qua vị trí A trên 2 là mấy lần? 2 lần nha các em nha. 2 lần. Một lần ở trên và một lần ở dưới. Do đây người ta không nói cái từ theo chiều âm hay theo chiều dương cho nên là một chu kỳ đi qua 2 lần. Lần ở trên này em này, nếu như em tinh ý một tí xíu em sẽ thấy lần ở trên là đi theo chiều này là chiều gì đây? Chiều này là chiều âm, tại vì nó đang chạy về chiều âm này. Còn lần ở dưới là nó đi như này này, em sẽ thấy ngay nó đang đi theo chiều gì đây? Chiều dương. Cho nên thầy mới nói là nếu như mà có chữ chiều dương hay là chiều âm thì một chu kỳ nó chỉ đi qua duy nhất có một lần là như vậy đó các em. Đây, đi theo chiều âm là nó chỉ gặp có một lần ở trên, còn lần ở dưới là đi theo chiều gì đây? Chiều dương nhá. Nhưng mà ở đây người ta không nói chữ chiều âm chiều dương thì chúng ta cứ xác định nó là 2 lần, là một lần ở trên một lần ở ở dưới là 2 lần. Rồi các em nhìn tiếp nha, nó xuất phát từ vị trí a căn 3 trên 2 và nó trở về đây là nó hết một chu kỳ. Vậy là sau một chu kỳ nó quay trở về vị trí a căn 3 trên 2, sau 2 chu kỳ nó cũng quay trở về vị trí a căn 3 trên 2, sau 3 chu kỳ nó cũng quay trở về vị trí a căn 3 trên 2 và sau 1004 chu kỳ. Sau 1004 chu kỳ nó cũng quay trở về đúng cái vị trí a căn 3 trên 2. Được chưa? Vậy là nó nằm đúng cái vị trí ban đầu. Mà chúng ta biết là sau 1004 chu kỳ thì nó sẽ đi được 2008 lần, tức là còn thiếu một lần. Và một lần nữa thì nó chỉ cần như thế này là xong. Các em nhìn trên hình. Bây giờ nó đang nằm ở vị trí a căn 3 trên 2 và nó còn thiếu một lần nữa nó chỉ cần thế này là xong em. Rồi xong, nó đụng một lần rồi đó. Đúng chưa? Vậy ở đây thầy sẽ ghi là với T một lần chính là bằng thời gian để đi từ vị trí này, là thời gian đi từ vị trí A căn 3 trên 2 là từ vị trí A tới vị trí nào đây? Tới vị trí A trên 2. Đúng không ca? Là nó đi từ vị trí A căn 3 trên 2 tới vị trí A trên 2. Mà khi nó đi từ A căn 3 trên 2 tới A trên 2 thì nó sẽ mất một khoảng thời gian bao lâu các em? Các em sẽ lấy là cái đoạn dài này nè,
là đoạn từ O tới A căn 3 nhân 2 là T trên mấy, là T trên 6 này, là đoạn dài này. Em trừ cho đoạn nó đi từ O tới A trên 2 là trừ cho T trên mấy, T trên 12 là xong. Chúng ta thử nghiệm phép tính trừ nha các em. Ta lấy cái đoạn dài này này. Cái đoạn dài này đó chính là A căn 3 trên 2 là ứng với thời gian là T trên 6. Trừ cho cái đoạn này là trừ cho T trên 12. Cái này là 2T trên 12 mà trừ T trên 12 thì cái này ra là T phần 12. Rồi sau đó em lấy cái này, em thay vào đây là xong. Em lấy cái T một lần này, em thay nó vào vị trí này. Thì kết quả của em sẽ xuất hiện. Em thay chỗ này là 1004 chu kỳ, em cộng với T trên 12 thì kết quả xuất hiện luôn. Rồi kết quả ok. Ngàn không trăm lẻ bốn chu kỳ cộng với T trên 12, các em thay vào thì nó ra đáp số là B nha các em nhá. Tại vì chu kỳ T các em đã có ở trên rồi. Thế thầy, Sao em? cái ly độ mà từ khi t bằng không có thầy nó có bằng với cái pha ban đầu không thầy? Ly độ là ly độ, sao lại pha ban đầu này? Pha là góc, còn ly độ là tọa độ. Thì góc là đơn vị là radian, còn tọa độ đơn vị của nó là mét hoặc là cm, thì mình đâu có thể cho hai cái đó bằng nhau được. Tức là khi em muốn tìm x thì em cứ lấy t bằng không, em thay nó vào cái phương trình x đó, thì em sẽ ra được cái x, chứ không phải là mình nhìn thấy cái phi bằng bao nhiêu thì mình cho cái x nó bằng bao nhiêu là không có đúng. Mà chúng ta hàm cốt thì bắt buộc em phải đổi ra hàm sin, không được để hàm hàm sin để làm. Và từ sin sang cốt thì ta trừ cho bi nhân 2, thì ở cái phần đầu tài liệu thầy đã nói rồi. Đợi các em tiếp tục làm thầy các câu bên dưới. 998 lần, tức là còn thiếu 2 lần đó nha các em nha. Và để tìm thời gian 2 lần đó là các em bắt buộc phải vẽ cái đồ thị thời gian ra. Người cho các em là x là bằng 10 nhân cho cos của 50,5 bt cộng 2 pi phần 3. Các em sẽ có được yếu tố thứ nhất là A sẽ bằng 10 cm. Em sẽ có được ngay là chu kỳ T là bằng 2 pi mà chia 0,5 pi là bằng 4 giây. Thế hỏi các em điều gì? Thời gian kể từ lúc vật bắt đầu chuyển động đến khi vật đi qua vị trí trừ 5 căn 3 lần thứ 2.000. Tức là thời gian t bằng bao nhiêu để vật đi qua vị trí x là bằng trừ 5 căn 3 lần thứ 2.000. Người ta không nói theo chiều âm, không nói theo chiều dương gì cả. Tức là chỉ đi qua lần thứ 2.000 thôi. Vậy là chúng ta thoát được chữ chiều âm, thoát được chữ chiều dương. Và chúng ta cũng nhận xét luôn là trừ 5 căn 3 là có căn 3, tức là đây nó chính là trừ A căn 3 trên 2, nó thoát được trừ A, thoát được cộng A luôn. Vậy là không dính cộng A, không dính trừ A, không dính chữ theo chiều âm, không dính chữ theo chiều dương. Vậy đây chính là một chu kỳ đi qua 2 lần rồi đó. Các em cũng vẫn nói là khi T bằng 0 thì em sẽ tìm cho thầy cái x nào. Thay t bằng 0 vào đây thì cái này là cos của 2π trên 3. Cos 2π trên 3 là trừ 1 phần 2 thì cái này nó ra là trừ 5. Trừ 5 đó chính là bằng trừ A trên 2. Và do đây là phi dương, tức là V của mình sẽ do phi của các em là cộng 2π trên 3 là dương. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau phân tích là 2.000 lần. Thì ta sẽ đưa nó về số chẵn gần nó nhất và phải nhỏ hơn nó, tức là 1998 lần cộng với 2 lần nữa thì đây mới là số số chẵn.
ứng với 2.000 lần là thời gian của nó là t, 2.000 lần là t. Chúng ta vừa khẳng định với nhau á, nó không rơi vào cộng a, không rơi vào trừ a, không có chứa chiều âm, không có chứa chiều dương, vậy có nghĩa là một chu kỳ đi qua 2 lần, vậy là cái này là 1.998 lần, em chia đôi thì nó ra là 999 chu kỳ, cộng với t mấy lần này, t 2 lần rồi. Và chúng ta muốn tìm được t 2 lần này thì chúng ta sẽ vẽ sơ đồ ra, vẽ sơ đồ thời gian ra, ta sẽ tìm được cái t 2 lần này. Trừ a, không và cộng a. Ta biết là vào thời điểm ban đầu, tức là vào thời điểm t bằng 0 thì vật của mình nằm ở vị trí là trừ 5, tức là trừ a trên 2 là nằm ở ngay chỗ này nè. Và nó đi theo chiều gì đây em? Chiều âm, đi theo chiều âm là v âm là đây. Và đề bài yêu cầu nó phải đi qua vị trí nào các em? Đề bài yêu cầu nó phải đi qua vị trí trừ 5 căn 3 lần thứ 2.000. Đây là trừ a trên 2, trừ 5 căn 3 tức là trừ a căn 3 trên 2 là chỗ này nha các em nha. Thầy sẽ cho vị trí này nè. Vị trí này là trừ a căn 3 trên 2. Nó sẽ tương ứng với vị trí là trừ 5 căn 3 đó. Trừ 5 căn 3 chính là trừ a căn 3 trên 2. Và em xem nó bắt đầu nó chạy. Đúng là nó đã kết thúc một chu kỳ rồi nè. Nó đã kết thúc một chu kỳ rồi. Và rõ ràng là một chu kỳ nó sẽ đi qua vị trí trừ a căn 3 trên 2 là 2 lần. Một lần ở trên và một lần ở dưới. Tức là một lần theo chiều âm, một lần theo chiều dương á. Và sau 999 chu kỳ, sau 999 chu kỳ thì nó trở về đúng vị trí trừ a trên 2. Và lúc này nó đã đi được 1.998 lần rồi. Và bây giờ nó thiếu 2 lần nữa. Và em xem là 2 lần là thầy sẽ cho nó chạy, là nó sẽ đụng 2 lần nha các em nha. Sau 999 chu kỳ nó trở về đúng vị trí này và nó sẽ đi này các em. Khi nó đi từ vị trí này là nó đụng 1 lần. Đúng không các em? Nó chạy từ vị trí trừ a trên 2 cho đến vị trí trừ a là đụng 1 lần. Vậy là nó đi được 1.999 lần rồi và bây giờ nó còn thiếu thiếu đúng 1 lần nữa thôi. Và thiếu đúng 1 lần nữa là nó bắt đầu nó chạy từ đây đây. Và đây. Được chưa? Sau khi đi từ trừ a trên 2 cho tới trừ a này, sau đó nó từ trừ a nó quay trở về vị trí đúng tới vị trí trừ a căn 2 là đụng 1 lần nữa, là nó đụng 2 lần là đủ. Vậy thầy sẽ ghi ở đây với t 2 lần chính là bằng thời gian 2 lần chính là bằng thời gian để nó đi từ trừ a trên 2 này cho tới vị trí này là tới vị trí trừ a. Và từ cái vị trí trừ a này nè các em, nó sẽ vòng tới cái vị trí này là vị trí trừ a căn 3 trên 2. Từ đây tới đây là t trên mấy các em? Từ trừ a trên 2 cho tới trừ a, các em nhớ lại coi, từ trừ a trên 2 cho tới trừ a là nó mất khoảng gian là t trên 6. Nó mất khoảng gian là cái này là t trên 6 này các em. Từ từ trừ a tới a căn 3 trên 2. Trừ a cho tới vị trí a căn 3 trên 2 là nó mất khoảng gian là t trên mấy? T trên 10, 12. Được chưa? Còn tại sao ra này á, thì các em mà quên á, thì các em về các em phải tự coi lại sơ đồ thời gian cho thầy. Cái này là 2t trên 12 cộng t 2 là 3t trên 12, cái này là t trên mấy? T trên 4. Các em ráp vào đây kìa. Vậy nó sẽ là bằng 999t cộng với t trên 4. T của các em thì bằng 4, các em thay t bằng 4 vào thì đáp số của các em sẽ xuất hiện ngay. Đáp số của các em sẽ là đáp số C. Câu số 42, thứ nhất là người ta cho các em hàm sin là em phải chuyển qua hàm cosin. Từ sin sang cos ta trừ cho bi trên 2. Và cái yếu tố thứ hai nữa mà các em cần phải đặc biệt lưu ý là bây giờ là người ta nói là đi qua lần thứ 2001 theo chiều dương. Tức là đã có chữ chiều dương. Có chữ chiều dương, có chữ chiều âm
là nó chỉ một chu kỳ chỉ đi qua một lần thôi. Ở câu số 42 này đã có bạn nào làm ra kết quả chưa? Lớp mình có bạn nào ra kết quả câu 42 chưa các em? Rồi này. 2 bi chứ không phải 5 bi, kết quả ra là 4 giây. Hãy xác định thời điểm vật đi qua vị trí trừ 5 cạnh thứ 2001 theo chiều dương. Người ta bắt em tính t bằng bao nhiêu để nó đi qua vị trí trừ 5 căn 3 lần 2001 mà theo chiều dương. Đây là đề bài cho. Tức là có chữ chiều dương này rồi em. Vậy là nó đã rơi vào một trong bốn trường hợp có chiều dương, tức là một chu kỳ nó chỉ đi qua một lần mà thôi. Khi t bằng 0 thì k sẽ có được tọa độ x. Ta bấm t bằng 0 thay vào thì cái này nó ra là bằng 5 cm. 5 cm đó chính là bằng a trên 2. Phi âm tức là V sẽ dương. Phi của mình là trừ V trên 3, tức là V sẽ dương. Sau đó chúng ta cùng nhau đi phân tích 2001 lần thì nó sẽ bằng 2000 lần cộng với 1 lần. Và chúng ta thấy là nó đi theo chiều dương. Nó đi theo chiều dương. Vậy thì một chu kỳ nó chỉ đi qua duy nhất một lần thôi các em nhé. Nó rơi vào chữ chiều dương. Tức là một chu kỳ nó chỉ đi qua một lần. Vậy có nghĩa là đây là 2000 lần, tức là ứng với 2000 chu kỳ. Từ đây ta sẽ suy được thời gian. Thời gian T của các em, đây là 2000 lần thì không phải là bằng 1000 chu kỳ đâu, mà chính là bằng 2000 chu kỳ. Cộng với thời gian mấy lần nữa các em? Cộng với thời gian một lần. 2000 chu kỳ thì các em biết rồi, 2000 mà nhân cho 4 thì nó ra là 8000 rồi đó. Và bây giờ chúng ta đi tính thời gian một một lần nữa thôi. Mà muốn tính được cái thời gian một lần phải vẽ hình thôi em. Cộng A. Và thời điểm bắt đầu t bằng 0, vật nằm ở vị trí 5 cm, đó là vị trí A trên 2. A trên 2 là trung điểm. Đây, nằm ngay vị trí này. Là A trên 2. Và nó đi theo chiều dương, đi chiều dương tức là nó phải đi về cộng A ở đây. Được chưa các em? Và nó sẽ chạy và đến một lúc nào đó nó phải đi qua vị trí trừ 5 căn 3. Nó phải đi qua vị trí trừ 5 căn 3 theo chiều dương. Ở chỗ này sẽ là trừ A trên 2, thầy sẽ cho cái vị trí này. Vị trí này là trừ A căn 3 trên 2, mà trừ A 3 căn 2 đó chính là trừ 5 căn 3 đây. Rồi, em xem nó chạy nha. Một chu kỳ của nó sẽ như thế này. Chạy từ đây, tới đây. Sau đó từ đây. Nó đã kết thúc một chu kỳ rồi đó em. Và nó sẽ đi qua vị trí trừ 5 căn 3 này là 2 lần. Một lần ở đây và một lần ở đây. Cái lần ở trên này là nó đang chạy như thế này em. Nó đang, tại vì đây nó vòng. Tới đây nó chạy như này. Thì ở dưới này là chiều, này là chiều chiều âm. Còn ở trên chiều này là chiều gì đây em? Chiều dương. Đúng không các em? Ở dưới nó đụng một lần ở bên dưới là theo chiều âm, nó đụng một lần ở trên là theo chiều dương. Vậy là sau 2000 chu kỳ. Sau 2000 chu kỳ thì nó sẽ đi được 2000 lần và nó sẽ trở về đúng cái vị trí ban đầu là vị trí A trên 2 này. Tại vì sau một chu kỳ thì nó trở về đúng A trên 2, sau 2 chu kỳ nó trở về đúng A trên 2 và sau 1000 chu kỳ nó trở về đúng A trên 2 và sau 2000 chu kỳ nó cũng trở về đúng vị trí A trên 2. Và sau 2000 chu kỳ nó đi được 2000 lần và nó thiếu một lần. Một lần nữa là nhớ cho thầy là một lần này nó phải đi theo chiều dương nha. Vậy nó sẽ chạy em. Đây nó sẽ chạy. Các em sẽ nhìn thấy cái đường vòng tròn của thầy chạy tới đây. Chưa đụng lần nào hết. Sau đó tiếp tục nó chạy tới đây. Các bạn nói nó chạy tới đây. Là nó đụng rồi. Đúng, nó chạy đây đụng là đụng vị trí trừ 5 căn 3. Nhưng mà ở vị trí dưới này là đang đi theo chiều gì đây em? Chiều âm.
khi nó đụng ở bên dưới, tức là đi theo chiều âm, nó trái với giả thiết của mình là phải đi theo chiều dương cơ, cho nên tới đây nó lại tiếp tục nó vọt luôn, nó vọt qua bên đây, nó vọt qua bên đây, nó vẫn chưa đụng được lần nào cả, đúng không các em? Và bây giờ sau khi nó vọt qua đây, nó tới đây nè, nó sẽ chạy, nó chạy tới đây, nó đụng thêm một lần này nữa là xong. Từ chưa các em, bắt đầu chạy đây, nó chạy tới đây, nó chưa đụng lần nào, và từ đây sau là đây nó chạy vào đây rồi, là nó đụng đụng một lần thỏa mãn. Vậy ở đây em sẽ ghi là với cái t một lần này nè, chính là bằng thời gian để đi từ đây là vị trí A trên 2 này, nó chạy tới vị trí gì kia, chạy tới vị trí A này, rồi từ vị trí A nó vòng vào đây này, là nó vòng tới vị trí trừ A này, rồi từ vị trí trừ A này nó chạy tới đây là tới trừ A căn 3 trên 2. Làm đi các em. Từ A trên 2 tới A là T trên mấy nhỏ? Từ A trên 2 cho tới A, nhớ lại sơ đồ thời gian, T trên 6. Từ A cho tới trừ A, từ cộng A cho tới trừ A là mất T chia T trên 2. Từ trừ A tới trừ A căn 3 trên 2 là mất T trên mấy các em? T trên 10, 12. Rồi, sau đó em lấy cái T một lần này em. Em lấy cái T một lần này em ráp nó vào đây. Thì kết quả của các em là đọc số C các em nha. Kết quả các em ra đọc số là C. Lớp mình có bạn ra đáp án C nè, bạn Đức nè. À, phải đi theo chiều dương. Còn ở câu 43 là theo chiều âm. Theo chiều âm thì cũng là dẫn chữ âm, thì một chu kỳ cũng đi qua một lần. Thời điểm vật đi qua vị trí 4 cm, 4 cm đó chính là vị trí A trên 2. Lần thứ 2008 mà theo là theo chiều chiều âm. Là bằng 8 nhân cos của 10 BT. Đây ta sẽ suy được ngay là cái A của các em là bằng 8 cm. Cái chu kỳ T là bằng 2B chia 10B là 2 chia 10 được 0,2 giây. Thời điểm vật đi qua vị trí 4 cm lần thứ 2008 theo chiều âm, tức là thời gian t bằng bao nhiêu để nó qua x bằng 4 cm, chính là bằng A trên 2 lần thứ 2008 mà theo chiều âm. Lần thứ 2008 nhưng mà bắt buộc là phải đi theo chiều âm. Có chữ chiều âm, vậy có nghĩa là một chu kỳ nó chỉ đi qua một lần thôi. Khi t bằng 0 thì ta sẽ có được cái x thay vào đây. Cos của 0 là bằng 1, 1 nhân 8 là bằng 8, tức là bằng 8 cm, mà 8 cm đó chính là bằng cộng a. Và khi nằm vị trí cộng A là nằm bên tay phải các em á, thì nó chỉ đi theo một đường, đó là theo chiều chiều âm. Sau đó chúng ta cùng nhau phân tích là 2008 lần. Thì chúng ta cứ làm giống như lúc nãy đi, là bằng 2006 lần cộng với mấy lần các em? Cộng với 2 lần. Tức là đưa vào số chẵn gần nó nhất là 2006. Hãy lưu ý do đi theo chiều âm. Do nó đi theo chiều âm tức là có chữ chiều âm, còn bài toán luôn là có chữ chiều dương, cho nên một chu kỳ nó chỉ đi qua một lần. Vậy ở đây là 2006 lần, tức là 2006 chu kỳ. Vậy thầy sẽ ghi nhá. Thời gian T mà các em cần tính là T nó chính là bằng 2006 chu kỳ.
cộng với thời gian mấy lần nữa nào, cộng với thời gian là đi 2 lần nữa. Và cái vấn đề bây giờ của chúng ta đó là chúng ta cùng nhau đi tìm cái T2 lần này. Ta đi tìm cái T2 lần. Mà muốn tìm được cái T2 lần, các em vẽ trục ra. Các em thử vẽ trục ra, các em xử lý cho thầy xem T2 lần là bằng bao nhiêu. Trừ A. Không. Cộng A. Vào thời điểm T bằng 0 thì vật nằm ở vị trí cộng A là 8 cm, là vị trí này nha các em. Mà nằm ở vị trí này thì chỉ có một con đường để đi thôi. Và nó sẽ đi qua vị trí 4 cm. Và 4 cm là A trên 2 đây. Vị trí này là vị trí A trên 2. Tức là vị trí 4 cm. Rồi bây giờ em xem là một chu kỳ nó bắt đầu nó chạy. Nó sẽ đi qua vị trí A nhân 2 là một lần ở trên và một lần ở dưới là 2 lần. Trong đó cái lần ở phía trên á, lần ở phía trên là chiều này là chiều gì đây? Chiều này là chiều chiều âm. Còn lần ở bên dưới là chiều này là chiều chiều dương. Đúng không em? Ở phía trên đã đang đi theo chiều âm tại đến đi về bên âm, còn ở bên dưới đang đi theo chiều dương tại nó đi về phía cộng A. Một chu kỳ thì nó trở về đúng vị trí cộng A, hai chu kỳ nó cũng trở về đúng vị trí cộng A, và sau 2006 chu kỳ thì nó cũng trở về đúng vị trí cộng A. Và 2006 chu kỳ nó đi được 2006 lần rồi, bây giờ nó còn thiếu 2 lần nữa. Nhớ là thiếu 2 lần là nó phải đi theo chiều gọi là chiều chiều âm nha các em nha, tức là nó phải đụng ở trên này, nó phải đụng ở trên chứ đụng ở dưới là không được. Và em xem nó bắt đầu nó chạy nè, bắt đầu nó chạy chạy đây, vòng ở đây là vậy, là nó đụng một lần à, nó đụng một lần ở trên thì thỏa mãn rồi đúng không Ken? Nó đụng một lần ở trên là thỏa mãn rồi đó. Và sau đó từ đây nó vòng về dưới này, khi vòng về dưới này nó đụng vị trí ở dưới, vì ở dưới thì nó đụng vị trí là theo chiều âm, à theo chiều dương là V dương em không được lấy, còn nó đụng ở trên là nó đụng theo chiều V âm em lấy. Như vậy có nghĩa là gì? Thầy sẽ ghi là với cái T2 lần này nè, nó sẽ bằng T2 lần đấy, nó chạy đây nè, chạy qua trừ A, nó chạy về vị trí cộng A là mới đụng có một lần à, và nó sẽ làm mấy chu kỳ rồi em? Một chu kỳ đúng không? Một chu kỳ nó mới đụng có một lần à, và nó vẫn còn thiếu bao nhiêu lần nữa nào? Vẫn còn thiếu một lần nữa, tại đây là 2 lần mà. Và thêm một lần nữa thì quá dễ dàng cho một lần nữa. Một lần nữa thì nó chỉ đi tới đâu là sao mà sau một chu kỳ nó trở về đúng đây, và thêm một lần nữa nè, thêm một lần nữa là nó chạy rồi xong. Thêm một lần nữa là nó chỉ cần từ đây nó chạy tới đây cái là nó đụng một lần rồi. Vậy là chính là thời gian đi từ A cho tới A trên 2. Và chúng ta nhớ lại cho thầy coi. Khi nó đi từ A đến A2 thì khoảng thời gian này là T trên mấy? T trên 6 đúng không các em? Khi nó đi từ A cho tới A trên 2 là nó mất khoảng thời gian là T trên 6. Vậy thầy có thể ghi từng bên này. T2 lần đó chính là bằng một chu kỳ cộng với thời gian để nó đi từ vị trí A cho đến vị trí A trên trên 2, chính là bằng 1T cộng với T trên 6. 6T cộng T là 7T phần 6. Em lấy 7T phần 6 em ráp vào đây là bài toán của các em sẽ ra được kết quả. Đáp số ở câu này đó là câu A các em. Nó sẽ ra đáp số là câu A. Đáp số của các em là D. Mà D là chúng ta nói là nó bằng 4 phần 3 nha các em nhé. Câu 45 ạ, đáp số là D là 4 phần 3. Còn ở bài 46 thì chúng ta không giải, chúng ta không giải cái câu này. Tại sao? Tại vì người ta không cho nó đi qua vị trí x mà cho đi qua vị trí v, thì ta sẽ để dành nó ở những cái chủ đề sau. Ta nói về v thì ta sẽ giải cái câu này. Còn nếu như mà bạn nào vẫn muốn suy nghĩ về câu 46 thì thầy có thể bật mí một xíu, tức là từ cái vận tốc v này này em sẽ chuyển nó về tọa độ x, từ vận tốc v em đưa nó về tọa độ x. Vậy thì khi em đưa được nó về tọa độ x rồi thì cái bài toán của mình nó lại giống như các bài toán ở trên, tức là nó đi qua vị trí x bằng bao nhiêu đó.
Hôm trước thì lớp chúng ta nghỉ mất buổi thứ hai với thứ ba. Thì vừa rồi thầy thống nhất với cái nhóm trước đó, các em, là chúng ta bây giờ chúng ta sẽ học học bù vào cái buổi là buổi chiều mai nha các em nhé. Chúng ta sẽ học vào chiều mai vào lúc 3 giờ chiều. Ta sẽ học từ 3 giờ cho tới 4 giờ 30 chiều mai là chiều thứ bảy đó các em. Đây các em nhớ cho thầy nha, chiều mai chúng ta học bù từ 3 giờ cho tới 4 giờ 30. Rồi vậy là hôm nay bài học của chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Rồi, chào tất cả các em.